Nhưng mà người Hàn Quốc thì lại có cái cảm nhận theo một góc độ rất là thực, rất thực của người Hàn Quốc. Đó là gì? Là cái ngọn đuốc sáng ở trên đầu trở thành tự do tỏa sáng khắp năm châu tứ biển, rất ca ngợi. Nhưng mà cái bóng tối ở dưới chân của tượng, cái bóng đen ở dưới chân tượng thì lại bao phủ hàng trăm hàng ngàn người của mình bị xử sự. Thì cái bóng tối đó bao phủ trăm hàng ngàn. Cái này phản ánh cái bản chất của người Hàn Quốc, tức là bên ngoài họ cũng tuyên bố là tự do, bình đẳng và cái, rồi tuyên bố quyền dân tộc tự quyết vân vân. Nhưng mà đấy chỉ là hình thức thôi, lừa bịp thôi. Còn thực chất thì họ đang đi nắm mất tự do của dân tộc này, họ đang xiềng xích tự do. Cho nên đấy là một cái cách nhìn nhận tự do mà có lẽ chỉ người Hàn Quốc nhìn nhận như vậy thôi.